Quý vị đang theo dõi bản tin cập nhật mảnh ghép cuộc sống phát sóng vào lúc 21 giờ 50 phút trên kênh truyền hình BRT. Thưa quý vị, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện nằm trong mức nguy cơ cao nên nhiệm vụ chống dịch chuyển hóa vùng xanh phải đặt lên hàng đầu. Đây là một trong những nhận định quan trọng tại cuộc họp trực tuyến của Thường vụ Tỉnh ủy với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và các địa phương diễn ra chiều tối nay, ngày 10 tháng 8. Cuộc họp do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Phạm Viết Thanh chủ trì. Tại cuộc họp trực tuyến với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, các địa phương đã báo cáo về tình hình dịch bệnh của địa phương mình. Trong đó có hai địa phương nằm ở mức nguy cơ rất cao là thành phố Vũng Tàu và huyện Long Điền. 5 trên 8 quận, thị xã, thành phố nằm ở mức nguy cơ. Hiện tại mới có 23 trên 82 xã phường trong vùng xanh. Đánh giá toàn tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh nhận định, Bà Rịa Vũng Tàu hiện đang nằm trong mức nguy cơ cao. Từ nhận định trên, tỉnh đã đề ra mục tiêu trong hai giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 đến ngày 15 tháng 8 và giai đoạn 2 đến ngày 25 tháng 8. Trong giai đoạn 1, tỉnh phấn đấu đến ngày 15 tháng 8 sẽ xanh hóa 56 xã phường. Đến ngày 25 tháng 8, tỉnh nỗ lực đạt mục tiêu 81 xã phường chuyển qua vùng xanh. Duy nhất thị trấn Long Hải phấn đấu chuyển từ vùng đỏ sang vùng vàng. Đây là mục tiêu nó rất cụ thể, chứ không phải mục tiêu của tỉnh hay của huyện, mà mục tiêu từ tổ dân, khu dân phố, thôn, rồi lên xã, phường, lên huyện, thị, thành phố và lên tỉnh. Đây là một cái chúng ta nhìn thấy đây, chưa bao giờ chúng ta có một chương trình mà chống dịch tổng thể và trong một thời gian ngắn như thế này. Nên chúng tôi cho rằng đây là mục tiêu rất thách thức, đó là thứ nhất. Và tin tưởng rằng nhưng mà chúng ta sẽ nỗ lực và chúng ta cố gắng thành công. Bí thư Tỉnh ủy ông Phạm Viết Thanh cũng chỉ rõ giải pháp để hoàn thành mục tiêu trên trong hai giai đoạn đã xác định. Qua đó sẽ có 4 lớp kiểm soát từ ngoài vào trong. Lớp thứ nhất là chúng ta chủ động đẩy mạnh và làm triệt để cái việc kiểm soát dịch xâm nhập từ bên ngoài vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cái lớp thứ hai là chúng ta siết chặt giãn cách bảo vệ cho bằng được vùng xanh hiện có của ngày 10. Và đồng thời chúng ta chuyển màu từ màu đỏ sang màu cam, màu vàng sang màu xanh. Lớp thứ ba là chúng ta siết chặt cái kiểm soát cái việc lây chéo từ F1 sang F0, kể cả ở trung tâm cách ly F1, kể cả cách ly tại nhà và cách ly ở các cái khách sạn. Và lớp thứ tư là lớp chúng ta nâng cao cái khả năng điều trị của 3 tầng trong tất cả các bệnh viện COVID của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, mục tiêu quan trọng bây giờ là chống dịch và xanh hóa đến ngày 25 tháng 8. Do đó, công tác phòng chống dịch phải linh hoạt, không để những quy định thủ tục, hành chính làm chậm tiến độ, hiệu quả chung. Đồng thời, việc chăm lo bảo vệ sức khỏe của người dân phải đặt lên hàng đầu, song song với việc tiếp tục siết chặt hơn việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ai ở đâu, ở yên ở đó.